Thầy chào các em. Hôm nay thầy tiếp tục sửa bài tập số 61 của ôn tập chưa? Nội dung bài tập 61 như sau: tìm điều kiện của x để giá trị của biểu thức 5x cộng 2 trên x bình phương trừ 10x cộng 5x trừ 2 trên x bình phương cộng 10x tất cả nhân với x bình phương trừ 100 trên x bình phương cộng 4 được xác định. Tính giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040. Như vậy là chúng ta có hai ý trong bài này. Ý thứ nhất là tìm điều kiện của x để cái biểu thức đó được xác định, mà biểu thức muốn xác định khi các mẫu thức phải khác không. Ý thứ nhất, tìm x để biểu thức xác định. Ở đây các em thấy biểu thức này có 3 mẫu: x bình phương trừ 10x, x bình phương cộng 10x và x bình phương cộng 4. Như vậy là điều kiện để biểu thức xác định là đồng thời tất cả các mẫu phải khác không. Biểu thức xác định khi mẫu thứ nhất là x bình phương trừ 10x khác không, và mẫu thứ hai là x bình phương cộng 10x khác không. Và mẫu thứ ba là x bình phương cộng 4 khác không. Các em ghi cái dấu và này, tức dấu ngoặc nhỏ là dấu và các em, đồng thời xảy ra. Thì bây giờ x bình phương trừ 10x mình đặt x làm nhân tử chung, x bình phương cộng 10x mình cũng đặt x làm nhân tử chung, x bình phương cộng 4 các em thấy thế nào? X bình phương cộng 4, x bình phương là luôn luôn lớn bằng 0 với mọi x thuộc tập hợp số thực. Mà bây giờ nó cộng thêm 4 nữa, chứng tỏ nó lớn hơn nó bằng 4 với mọi số thực. Như vậy là biểu thức x bình phương cộng 4 lớn hơn bằng 4, lớn hơn hoặc bằng 4 với mọi x thuộc R. Thì như vậy là nó luôn luôn khác không với mọi x thuộc R. Về chỗ này là mình ghi luôn là x đúng với mọi x thuộc R. Các em dùng ký hiệu mọi này cho nó nhanh này. Chữ mòi là giống như chữ V, chỉ có gạch ngang đọc là mòi. Tương đương với x bình phương trừ 10x thầy phân tích như sau: x làm nhân tử chung, thừa số cho x trừ 10 khác không. X bình phương cộng 10 khác không, thầy đặt x làm nhân tử chung, x nhân với x cộng 10 khác không. X bình phương cộng 4 khác không với mọi x thuộc R, cho nên thầy không ghi lại. Tương đương với x khác không, x trừ 10 khác không, tức là x khác 10. X cộng 10 khác không, tức là x khác âm 10. Vậy đến đây chúng ta kết luận là x khác 0 và x khác cộng trừ 10 thì biểu thức được xác định. Vậy chúng ta kết luận x khác 0 và x khác cộng trừ 10 thì biểu thức được xác định. Như vậy là chúng ta tìm được ý thứ nhất xong. Bây giờ qua ý thứ hai là chúng ta đi tính giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040.
Trước hết các em thấy tại x bằng 20.040 là nó thỏa điều kiện của biến. Trước hết các em phải thấy được điều đó. Thứ hai nữa là các em đi rút gọn để các em đi tính giá trị của biểu thức ban đầu bằng cách thay vào biểu thức thu gọn. Bây giờ ý thứ hai, chúng ta muốn tính giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040 thì trước hết cái giá trị của x đó phải thỏa điều kiện. X bằng 20.040 thỏa điều kiện đó là x khác 0 và x khác cộng trừ 10. Khi đó chúng ta mới tính được cái giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040. Bây giờ chúng ta đi thực hiện phép tính của biểu thức đó để đưa nó về một phân thức đại số. Ý thứ hai là thực hiện phép tính. Thầy ghi lại đề. Trong quá trình ghi đề thì thầy dựa vào những cái kết quả phân tích để thầy viết luôn. Mở ngoặc vuông. Năm x cộng 2 chia cho x thừa số cho x trừ 10 cộng với 5x trừ 2 trên x nhân với x cộng 10. Nhân với x bình phương trừ 100 trên x bình phương cộng 4. Bằng. Thầy thực hiện phép tính trong ngoặc vuông. Mẫu thức chung là x nhân x trừ 10 nhân x cộng 10. Nhân tử phụ của phân thức thứ nhất đó là x cộng 10. Nhân tử phụ của phân thức thứ hai đó là x trừ 10. Vậy thầy thực hiện phép tính. Mẫu chung đó là x nhân x trừ 10 nhân x cộng 10. 5x cộng 2 nhân với x cộng 10. Cộng với 5x trừ 2 nhân x trừ 10. Nhân với x bình phương trừ 100 trên x bình phương cộng 4. Bây giờ thầy thực hiện phép tính ở tử thức của phân thức đầu tiên này nè các em này. Thầy nhân kiểu này các em này. 5x thầy nhân với x với 2 thì nhân với 10. Còn sau đó là thầy nhân chéo thì nhân với 10. X thì nhân với 2. Thầy nhân kiểu đó để thầy tính nhập luôn cho nó nhanh. Các em để ý cái cách nhân. Nó bằng. Năm x nhân x là 5x bình phương.
5x nhân 10 là 50x, cộng với 2 nhân x là cộng 2x là 52x. Hai nhân 10 là bằng 20. Xong tích thứ nhất, qua tích thứ hai, 5x nhân x là cộng với 5x bình phương. 5x nhân âm 10 là âm 50x, cộng với âm 2 nhân x là âm 52x. Như vậy nó bằng âm 52x. Sang số, âm 2 nhân âm 10 là dương 20. Tất cả chia cho x nhân x trừ 10 nhân x cộng 10. Nhân với x bình phương trừ 100 thì các em biết x bình phương trừ 100 là x bình phương trừ 10 bình phương, tức là x trừ 10 nhân x cộng 10. Tất cả chia cho x bình phương cộng với 4. Bây giờ thầy sẽ ước lượng đồng dạng của cái tử thức này các em này. 5x bình phương cộng với 5x bình phương là 10x bình phương. 52x trừ 52x bằng 0. 20 cộng với 20 là bằng 40. Thầy nhân với tử thức của cái phân thức thứ hai, đó là x trừ 10 nhân x cộng 10. Mẫu thức x nhân x trừ 10 nhân x cộng 10 nhân x bình phương cộng 4. Thì kết quả nó sẽ bằng. Bây giờ các em để ý này. Thầy rút gọn này. Ở đây là 10 này, x bình phương thì thầy đặt 10 ra ngoài này. Thì nhân tử thứ hai là x bình phương cộng 4. X trừ 10 rút gọn cho x trừ 10 ở mẫu, x cộng 10 ở tử, rút gọn cho x cộng 10 ở mẫu. Như vậy là còn lại là x nhân x bình phương cộng 4. Chúng ta tiếp tục rút gọn x bình phương cộng 4 ở tử cho x bình phương cộng 4 ở mẫu thì nó sẽ bằng 10 chữ x. Như vậy biểu thức rút gọn là 10 trên x với điều kiện là x khác 0, x khác cộng trừ 10. Vậy giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040 thì đúng bằng giá trị của biểu thức khi thay x vào cái biểu thức rút gọn này. Vậy bây giờ chúng ta đi tính giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040 là các em thay vào phân thức rút gọn 10 trên x, 10 chia cho x là 20.040. Thực hiện phép chia tử cho 10, mẫu cho 10, các em được 1 chia cho 2.004. Như vậy là chúng ta ghi lại đáp số. Một trên 2.004.
Như vậy là chúng ta kết thúc lời giải. Như vậy là qua cái bài tập 61 này, một lần nữa chúng ta lại đi tìm cái giá trị của biểu thức tại một cái giá trị của x. Thì trước khi đi tính cái giá trị của biểu thức tại x bằng 20.040, thì việc đầu tiên đó là các em phải đi tìm điều kiện để biểu thức xác định. Sau đó, tại giá trị của x bằng 20.040 là các em phải chỉ rõ nó thỏa điều kiện thì mới tính được. Còn nếu nó không thỏa điều kiện thì không bao giờ tính được. Ý tiếp theo là khi tính giá trị của biểu thức tại một điểm đã thỏa điều kiện rồi, thì các em nên rút gọn biểu thức để chúng ta thay vào biểu thức rút gọn để tính. Cuối cùng, thầy cảm ơn các em đã theo dõi video này. Chào tạm biệt các em.